nhiều khi bị bệnh mà cũng phải đặt, nhiều khi nó bệnh hơn nữa. Con cảm thấy là không có ba không có mẹ, con cảm thấy không có tuổi thân, tại vì con còn có chủ, còn có nhà, còn có cơm ăn, rất là đỡ hơn nhiều bạn. Tôi hiện tại chưa muốn lập gia đình, sợ có gia đình rồi vợ không có thương cháu như mình. Cũng có mong muốn gì, muốn cho khéo nó gắng học hành tới lớn có việc làm ổn định. Con cũng muốn con lớn nhanh để chú Mười có lập gia đình, có con, có cái. Ây cha, 14 mà không cha, không mẹ, có một người chị cũng bỏ ra đi luôn. Một cuộc đời quá bất hạnh con gái nha. Dạ là lần đi... Lần mà mẹ hấp hối mà con đi khai giảng con không gặp được mặt mẹ lần cuối. Dạ ba là mất từ ở trên bệnh viện rồi. Coi như cả tất cả người thân của con mất, con không gặp được ai cả hết. Gạch lát choa hoa sen hồng, hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt. Ba mất tới nay được 4 năm rồi. Còn mẹ thì tháng 8 này mới được 2 năm. Lúc ba con mất là con còn rất là nhỏ nên là con không có hiểu. Mẹ con mất vào 2022, mẹ con mất là vì lý do là bệnh tim. Mẹ chỉ nói là sống với mấy gì, mẹ không nói gì nhiều. Mẹ nó nói gì là sợ là trời ơi tôi mất được rồi mà một cái là tôi sợ Thảo Nguyên á, nó học gian dở nửa chừng. Người ta nói thôi mày có bệnh á thì mày lo đi. Ở đây mấy chị mà không bỏ lo cho mày hết. Thôi chào gia đình, chào con gái, chào chị. Ây cha, 14 mà không cha, không mẹ, có một người chị cũng bỏ ra đi luôn. Một cuộc đời quá bất hạnh con gái nha. Hồi lúc con nằm ngủ là con thấy mẹ về nắm tay con. Trong cuộc sống có cái điều nối tiếc gì mà con chưa làm được không? Dạ là lần mà mẹ hấp hối mà con đi khai giảng con không gặp được mặt mẹ lần cuối. Còn ba thì có gặp được lần cuối gì không? Dạ ba là mất từ ở trên bệnh viện rồi. Coi như cả tất cả người thân của con mất, con không gặp được ai cả hết. Ba con mất từ lúc con học lớp 2. Còn mẹ con thì bỏ con từ nhỏ. Hiện tại con đang sống với chú Mười. Sau khi con đi học về thì con câu cá, con đặt lú. Mỗi lần đi đặt lú thì con thấy nó cũng mệt. Đặt cái mặt bọng nó sâu, ở trên nó rất là nóng nhưng mà xuống nó rất là lạnh, nó đổi nhiệt độ á. Con nhiều khi bị bệnh mà cũng phải đặt, nhiều khi nó bệnh hơn nữa. Những lần làm nghiêm sải như vậy thì con nêm cho nó mặn một xíu để ăn với cơm cho nó không bị ngén. Con thấy thì những bữa ăn như vậy thì đối với con là vui rồi, cũng ổn à. Con nghĩ là có ăn là được rồi. Con cảm thấy là không có ba không có mẹ, con cảm thấy không có tuổi thân, tại vì con còn có chủ, còn có nhà, còn có cơm ăn, rất là đỡ hơn nhiều bạn. Con cũng thấy trách bản thân tại vì tại con chúng nó không có gia đình. Nếu như có một ngày mẹ con quay lại đòi dẫn con đi thì con sẽ không đi, tại vì con ở với chú Mười được rồi, có cơm ăn cơm, có cá ăn cá, có gheo ăn gheo. Khó khăn thì sau này mình cố gắng đừng cho nó khó khăn nữa. Con cũng muốn con lớn nhanh để chú Mười có lập gia đình, có con, có cái. Thật sự con rất là may mắn khi mà có một người chú coi như là hy sinh cả cái hạnh phúc riêng của mình để lo cho con. Và con cũng có một cái suy nghĩ là sau này con lo, con đi làm rồi con lo, con báo hiếu lại cho chú. Thì cái điều đó là cái điều đáng mừng khi mà một đứa bé nó có hiếu và biết suy nghĩ, biết trả ơn lại cho chú mình. À còn bốn cái vách nữa ta. Coi bởi cô Thanh cô cho sơn đúng không? Hai cái vách thì Thân Thúy Hà lo, hai cái vách thì Lâm Vũ lo. Bốn cái vách mình. Bốn cái cột luôn đi. Hả? Ừ thôi vậy bốn cái cột ai lo? Được. Bốn cột em lo đúng không? Bốn cái vách em lo đúng không? Rồi tôi tính gọn là bốn cái cột thì Lâm Vũ lo, bốn cái vách thì Thân Thúy Hà lo. Rồi về khỏe ra rồi, cái nhà mới luôn rồi. Cái nhà mới. Vỗ tay. Gạch lát choa hoa sen hồng, hân hạnh đồng hành cùng mấy ấm gia đình Việt.